Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả thân thương đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cách. Thưa quý vị, vận mệnh của chúng ta đôi khi do chính chúng ta tạo nên. Do chưa có đủ kiến thức lĩnh hội cho nên đôi khi chúng ta hay đổ lỗi tại cho số phận, cho ông trời, để rồi lại tự chuốc lấy phiền muộn vào người. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch là một tháng không mấy tốt đẹp đối với những người tuổi Kỷ Dậu. Vậy thì trong tháng 7 sẽ có được thay đổi theo chiều hướng tích cực hay là không đây? Hãy cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta đoán xem tử vi của những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Thưa quý vị, phần luận giải về vận mệnh tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 7 thì sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm bắt được vận hạn tốt xấu, những điều khó khăn và thuận lợi của mình. Xem tử vi cho tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp bạn biết được những sự kiện quan trọng về công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo diễn ra trong tháng để có những thay đổi và chúng ta có thể là ứng phó với nó, đúng không ạ? Và từ đó thì chúng ta có thể chủ động hơn trong những quyết định làm ăn, các mối quan hệ xã hội và có thể ổn định được gia đạo của mình êm ấm nhất có thể. Và khi nắm rõ được vận mệnh của mình trong tháng 7 âm lịch thì quý vị sẽ biết được hướng đi cho mình như thế nào là đúng đắn nhất để có thể thâu thu, may mắn, tài lộc. Trong phần luận giải về tử vi tháng 7 âm lịch cho người tuổi Kỷ Dậu, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng sẽ đưa ra cho chúng ta những phương pháp hóa giải lá số tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Và sau đây cụ thể xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đoán xem bài luận giải về tử vi cho tuổi Kỷ Dậu ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu, song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bạn ở phía trước, thành công càng thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây chính là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập đến, họ biết cách xử lý từng vấn đề, từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Con giáp này được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân của bạn, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên thành công, chớ nên tự cao tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Bước sang tháng 7 âm lịch, người tuổi Kỷ Dậu hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn phải giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp mậu dương thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này cho thấy công việc tiến triển đều đặn nhưng khó có được những bước phát triển nhảy vọt, cần kiên trì tiếp tục việc mà mình đang làm, chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân, lấy lòng lãnh đạo vì như vậy có thể gây phản tác dụng. Người làm kinh doanh sản xuất cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô nếu không dễ vướng rắc rối trong các thủ tục pháp lý, thậm chí là bị lừa gạt. Thầy Gia Cát nhắc nhở người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xung quanh, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với mọi người. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Các quý vị gia chủ cũng nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của bản thân, để đến khi thời cơ xuất hiện, bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài chính trong tháng nhìn chung bình ổn, không đến mức suy giảm, nhưng cũng không quá rực rỡ, tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những người làm đầu tư hoặc buôn bán. Ngoài ra bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài, nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của quý vị gia chủ Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, dễ khiến bản thân mình bị thương. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên chú ý chế độ nghỉ ngơi, đồng thời hoạt động thể dục thể thao đều đặn để duy trì sức khỏe. Các quý vị gia chủ Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi 2022, tháng 7 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Kỷ Dậu khá ảm đạm, bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình, quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa cha mẹ và con cái. Kỷ Dậu năm mệnh là chủ gia đình, tiếng nói của bạn sẽ được tôn trọng nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Kỷ Dậu nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình, bạn cần phải ôn hòa, ôn nhu, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các quý mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên cho các chuyên gia phong thủy dành riêng cho bản mệnh đó chính là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thìn, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Giáp Thìn, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này,
sẽ giúp tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này. Hãy cứ yên tâm, vững vàng, bước lên và hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.